lại thêm một đứa côn trùng trên trời rơi xuống. Rơi ở đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làm. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì chưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa, chắc con chúng ta không bao bỏ qua. Vì nơi đây sẽ chỉ là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở. Hoa Sen, Hoa Sen à? Dạ. Đợi đợi em chút xíu. Ra dặn cái này coi. Dạ. Sao chi? Nè, hôm nay là chị đi gặp đối tác á, em ở nhà em lo dọn dẹp nhà cửa nghe không? Dạ. Ủa, tôi nói chuyện rồi mắt gì không nhìn tôi? Cây này hay quá chị ha, ở trên núi em thấy toàn là bằng kim loại không à? Tập trung đây nè, hôm nay tôi mặc cái đầm đẹp như vậy tại sao nói chuyện không có nhìn tôi? Cái đầm đẹp, cái tôi cũng đẹp. Rồi tôi làm sao? Chị, em xin chị, em lại chị, chị đừng ép em. Mai em dài là nếu như mình mà nồi dồi là kịp sao mình bị dôi quăng cho tôi chết đó. Cho nên là không, đừng ép em. Nếu em khen chị đẹp là kịp sao em bị dôi quăng. Mà nếu như em nói chị xấu là kịp này chắc chắn em mất việc. Vậy em muốn về quê với má hả? Không, đừng như vậy chị. Mệt quá à, khen tôi tí không được hả? Được rồi, vì công việc làm của kịp này mà kịp sao em chấp nhận bị dối quăng. Chị đẹp lắm. Thôi đi cái đồ giả dối. Em khen rồi đó. Nghe tôi dặn nè, hôm nay chị đi gặp một đối tác rất là quan trọng, nên là chuyện ở nhà chị giao cho em hết. Em phải làm gọn gàng sạch sẽ nghe chưa? Em biết rồi. Không biết cái gì là hỏi hai đứa nhỏ. Dạ. Ừ, chị đi á. Chị đi à chị? Ừ. Lờ em hỏi tụi nó không trả lời sao chị? Thì kêu gọi điện cho chị. Dạ. Em ước gì chị kêu em gọi điện cho chị mà chị cho em số điện thoại. Chị Hoa Sen. Trời ơi, chị Hoa Sen. Cái gì vậy? Trời ơi, chị làm gì vậy? Em đang quay phim. Quay gì? Quay phim. Ở trên núi chị có quay heo, quay cọp thôi chứ quay phim là gì? Trời ơi, quay phim đó là đang ghi hình chị đó. Trời ơi, Sen ơi, xinh quá rồi Sen ơi. Chị đâu có xin cái gì, chị đừng yên, chị đâu có xin cái gì của em. Ý là chị đẹp đó, chị đẹp như là hoa khôi vậy đó. Trời ơi. Em nói cái gì? Chị đẹp giống như là hoa gì? Hoa khôi. Trời đất mẹ ơi, Giang ơi. Hồi đó giờ trên núi mấy thằng con trai nó kêu chị giống như là cái bông hoa khô. Mà em kêu chị là hoa khôi. Hoa khôi là cái gì, hôi không? Trời ơi, chị không hiểu hoa khôi hả? Hoa khôi á là một cái người đứng đầu trong một cái cuộc thi sắc đẹp đó. Vậy là con nhỏ đó đẹp cầm đầu rồi. Đúng rồi, giống như là thần tượng Hernie của chị đó. Chị Hernie à? Chị mê lắm luôn. Cái gì? Thôi, cái gì? Nhìn mặt mũi hay xinh thiệt, nhưng mà lúa quá à. Chắc hai tụi em phải thay trời hành đạo chị quá à. Hai tụi em tính tiêu diệt chị hả? Không phải, tụi em tẩy phèn cho chị. Tẩy phèn là gì? Rồi chị sẽ biết. Trời ơi. Được chưa em? Mong chờ quá. Sao lâu qua vậy? Ok, xong. Đâu, người mẫu xoay mặt qua đây nào. Thôi hồi hộp à. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Trời ơi. Trời ơi, chị ơi, chị đẹp xuất sắc. Trời ơi. Em suy nghĩ chứ lại với cái style makeup này, nhìn chị chẳng khác gì thần tượng của chị. Chị tao gian dông Hernie nè. Đúng rồi. Rồi, môi chấm chím. Đúng rồi, trợn mắt lên. Đúng rồi, trời ơi. Được chưa? Đẹp quá chị ơi. Đẹp lắm hả? Trời dạ. Ơi, vậy là chuyện này, chị mà về rừng lại là má chị gặp chị, má chị sẽ hú, hú. Đẹp ma hú luôn đó em. Đúng rồi đó. Trời ơi, mừng quá. Giống Hernie của chị à. Dạ, y hệt luôn. Đường nét trên khuôn mặt chị. Trời ơi, em makeup đỉnh thiệt, nhìn chị y hệt hoa hậu luôn. Chị mê lắm á. Ê, nó nghe nè, coi chụp hình được không? Cho chị coi cái hình á, cái hình chị ở trong này. Coi cho mình coi.
Em ơi, có cái mùi gì á? Em đánh cái gì lên mặt chị mà có cái mùi nè? Đâu có đánh gì lên mặt chị mà có mùi đâu ta. Khoan hả coi, hình như đâu có cái mùi gì á. Cái mùi này đậm á, đậm á, thơm á, thơm á. Nãy giờ em cũng nghe hoài luôn á. Chết. Cái hộp. Dạ, hôm nay em rất là vui được đón tiếp anh Sáu và các anh chị cùng công ty của anh Sáu đây. Dạ, em mong rằng cuộc họp ngày hôm nay sẽ là một cái tiền đề tốt đẹp để phát triển cho các dự án của đôi bên của chúng ta. Tôi cũng rất hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thật tốt đẹp như dạ. những gì mà chúng tôi đang mong muốn. Dạ. Bây giờ có vấn đề gì của cái việc trình bày? Dạ, trước khi bắt đầu thì em có một số lưu ý nho nhỏ. Em mong rằng các anh chị cũng hợp tác với em. Dạ, mình có thể tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ rung để mình dễ nói chuyện hơn ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em bắt đầu luôn ha. Dạ. Cái dự án của em như sau. Thứ nhất, em sẽ triển khai cái phần gọi là phần... Dạ, xin lỗi. Dạ, em xin phép chút xíu mà. Cái gì vậy Thi? Cái gì? Cái gì vậy Thi? Em làm cái gì vậy? Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Ủa, có chuyện gì vậy em? Dạ. 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 Dạ xin lỗi mấy anh chị. Dạ, chắc cho em xin phép về nhà chút xíu nha. Dạ, em quay lại liền. Em quay lại ngay. Sao cô nói cho dù trời có sập, hôm nay cũng phải ký cho bằng được cái hợp đồng này cơ mà. Dạ, dạ, em biết nhưng mà bây giờ trời chưa sập mà nhà em nó sắp sập rồi. Dạ, em xin lỗi anh chị, cho em xin phép. Em về, em quay lại liền. Dạ, 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 chờ em chút xíu. Cười cái gì mà cười? Lớn hết rồi, không giúp ích được cái gì hết trơn á. Còn em nữa, trong nhà này em không biết cái gì thì em phải hỏi chứ. Miễn sao đồ nhựa mà em bỏ vô lò nướng. Thiệt tình á. Em xin lỗi chị, thật ra em chỉ là cái lòng tốt, em muốn hâm đồ ăn cho mấy đứa nó. Nhưng mà em để ý thấy chị làm rồi em bắt chước. Mà em đâu có biết cái hộp là bò vô đó nó chạy. Em thấy em tưởng nó cái tù thôi, ai dè đâu trong nó nông quá, nó quay cái hộp chạy ra luôn. Em xin lỗi chị, em cũng suy nghĩ tới lui rồi. Mà em sợ mở miệng ra hồi tụi nó, rồi tụi nó biết em ngu. Nhưng mà em ngu thiệt á, em có biết không? Dạ bây giờ em mới biết á. Nhưng mà chị đừng có buồn em. Tại vì thật ra em cũng xuất phát từ cái lòng tốt, muốn hâm đồ ăn thôi. Chứ nếu em là người có cái lòng xấu là em không có hâm đâu. Chị muốn thấy cái lòng tốt hay là cái lòng xấu của đến em? Đến đi. Nói một hồi tôi nhốt cô vô lòng bây giờ đó. Đừng chị. Vui lắm hả? Dạ, em biết là chị này nó buồn á, nhưng mà nhìn vậy á, nhìn cười không nổi luôn á. Có thôi đi không? Người ta đã ân hận cuối gặp mặt như vậy rồi, cười cái gì mà cười nữa. Thôi đi. Dạ. Chị la thì chị nói vậy thôi, khóc lóc cái gì? Chị đừng có giận em nha chị, em đâu có khóc. Chị không nhìn tức là chị còn giận em đúng không chị? Thôi đi, chị bỏ qua đó. Dạ. Mốt làm cái gì cũng phải. Chị em nói rồi. Đẹp không chị? Tụi nó qua mặt cho em á. Nó nói mặt em như một bức tranh phong thủy. Hai đứa nữa. Làm cái gì vậy? Người ta là con người, chứ phải đồ chơi của hai đứa đâu. Đem ra làm trò đùa vậy đó hả? Ai vậy? Ai bày ra cái trò này đây? Hai đứa nó kêu bằng cái này là tẩy phèn á chị. Mai mốt muốn tẩy phèn người ta thì lo tẩy cái não của mình trước đi. Chơi ba cái trò gì vậy? Thằng tình á, có biết là tôi đang có một cuộc họp rất là quan trọng không? Dạ em xin lỗi chị. Em hứa kể từ bây giờ em mà đụng tới bất kỳ thứ gì trong nhà này em cũng hồi y chị. Chị đừng giận nữa nha chị. Làm ơn đi. Dạ. Không biết cái gì thì hỏi tôi giùm một tiếng. Em biết rồi, nhưng mà chị ơi, chị có thể cho em xin số điện thoại không? Chị kêu em gọi mà chị không cho số, em không biết đường em gọi. Ghi liền cái số điện thoại của chị đưa cho chị. Dạ. Mà em lấy gì em gọi chị? Ủa không có điện thoại hả? Dạ không. Trời sao bữa giờ không nói.
Bây giờ đụng chuyện mẹ nói. Trời ơi, khổ ghê á. Thôi để tôi lấy cái điện thoại của tôi cho xài. Rồi chị xài cái gì? Điện thoại khác. À, tụi em lấy cái này rồi em gọi cho chị bằng cái gì? Không có cửa đâu. Dạ dạ. Nhưng mà nghe tôi dặn nè. Dạ. Bất cứ chuyện gì không biết là phải gọi điện thoại hỏi tôi liền giùm cái nghe chưa? Dạ, em thề. Có con chim cục cô kia nó hót trên rừng cây gì. Trời, ui đồ, ui đồ. Khô hết rồi, ui đồ thôi. Ui cái này trượt đi. Cái này đậm công chúa chắc của chị Vi quá. Nhăn quá, giặt cái mà giặt quỳ đó. Nó xây nhăn đồ hết trơn. Rồi, ui đồ thôi. Nông chưa ta? Chắc là nông rồi. Nông thiệt. Cái đèn, ủa không phải, tưởng cái bóng. Chết rồi, cái băng ui bị cái gì vậy trời. Phải gọi điện thoại cho chị Vi. Rồi, nhớ rồi. Alo, alo, chị Vi. Em nè, hơi sen nè. Chị ơi, em đang chuẩn bị ui đồ nè. Nhưng mà cái băng ui nhà chị nó bị cái gì, đen đen ghê lắm. Bây giờ nghe chị nói nè. Dạ dạ. Em lấy cái đèn cày á. Ha, cái đèn thân nào? À, cây đèn cây. Rồi em biết rồi, cây đèn cây em... ba ngọn nến lung linh. Đúng rồi, nè em tha ui không? Dạ. Rồi cho nó hết cho nó đi rồi em bắt đầu ui. Nông qua. Rồi rồi, chừng nào nó hết là em ui. Đúng. Rồi rồi, em biết rồi, em cảm ơn chị nha. Rồi. Dạ, em ui đồ đây. Trời ơi, phải đời, phải canh tắt máy chưa, ba chưa chết. Bây giờ, sao ta? Không được, để đây. Đèn cây. Đi kiếm cái đèn cây. Chị Vi ơi, kia nó hót trên rừng cây gì? Chị Vi nói là chà cái đèn cây vô cái băng ui. Chà cái đèn cây vô cái băng ui. Trời ơi, mòn hết nửa cái đèn cây rồi. Nông lắm rồi, chắc là ui được rồi. Dạ xin lỗi mấy anh chị. Dạ mình tiếp tục ha. Dạ. Dạ. Em trình bày dự án của em nhanh thôi. Dạ. Thứ nhất, em đang muốn là phần đầu tiên của mình phải cần vốn đầu tư khá là. Dạ. Thứ nhất là em sẽ cần vốn đầu tư từ hai bên. Và mình sẽ kêu gọi thêm các đối tác khác nữa. Dạ, cho em xin một phút thôi. Dạ. Chị Vi ơi, chết rồi, có chuyện lớn rồi chị Vi ơi. Em đang ui đồ mà tự nhiên tay quay hết rồi. Em làm theo lời chị đó mà sao bây giờ nó vậy nè. Chết em rồi chị ơi. Trời đất ơi. Cái gì nữa vậy?